đội tuyển Việt Nam nhận tin vui về cầu thủ nhập tịch sau trận gặp Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam đón thông tin vui về cầu thủ nhập tịch sau trận giao hữu với Thái Lan, qua đó hứa hẹn gia tăng sức mạnh thời gian tới. Xu hướng sử dụng các cầu thủ lai hay nhập tịch đang được các đội tuyển tại Đông Nam Á thực hiện nhiều thời gian gần đây. Thái Lan, Malaysia và đặc biệt là Indonesia đang được gia tăng sức mạnh đáng kể nhờ chính sách này. Đội tuyển Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế ấy và đã từng bước đưa các cầu thủ Việt Kiều lên tuyển. Lần lượt thủ môn Đặng Văn Lâm, trung vệ Adriano Smith và mới nhất là thủ môn Philip Nguyễn đã có vinh dự cống hiến cho những chiến binh sao vàng. Tới đây, hậu vệ Việt Kiều Pháp Jason Quang Vinh Pendon của câu lạc bộ Công an Hà Nội, Can cũng sẽ được hỗ trợ tiến hành nhập tịch, qua đó có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam thời gian tới. Mới nhất, đội tuyển Việt Nam đã nhận tin vui về một cầu thủ nhập tịch khác. Theo đó, tiền đạo người Brazil Rafael Sun của câu lạc bộ Nam Định, được cho là đã hoàn thành quá trình nhập tịch Việt Nam, sẵn sàng thi đấu cho đội tuyển quốc gia nếu đáp ứng được các yêu cầu cần thiết. Cụ thể, nguồn tin từ VTC News ngày 10 tháng 9 xác nhận, câu lạc bộ Nam Định đã đăng ký tiền đạo Rafael Sun là nội binh tại V-League 2024/25. Nhiều khả năng cầu thủ sinh năm 1997 đã hoàn tất các thủ tục để xin quốc tịch Việt Nam. Trước đó, hồ sơ xin nhập tịch Việt Nam của Rafael Sun đã được Sở Tư pháp tỉnh Nam Định tiếp nhận và khẳng định hoàn toàn đủ điều kiện để trở thành công dân Việt Nam. Trong đơn xin nhập tịch, chân sút sinh năm 1997 bày tỏ nguyện vọng được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam và xin lấy tên tiếng Việt là Nguyễn Xuân Son. Được biết, huấn luyện viên Kim Sang-sik và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF chào đón Rafael Sun thi đấu cho đội tuyển Việt Nam nếu cầu thủ này đảm bảo các điều kiện pháp lý cần thiết. Việc Rafael Sun đã nhập tịch thành công là tin vui đối với đội tuyển Việt Nam. Nếu mọi điều thuận lợi, những chiến binh sao vàng hứa hẹn được bổ sung một chân sút rất chất lượng trong thời gian tới. Sau trận giao hữu thua Thái Lan 1-2 tối 10 tháng 9, đội tuyển Việt Nam sẽ được tạo điều kiện tham dự thêm một giải giao hữu quốc tế do VFF tổ chức, so tài hai đội tuyển khách mời là Lebanon và Ấn Độ, trước khi hướng tới AFF Cup 2024 vào cuối năm. Ở giải đấu số 1 Đông Nam Á này, đội tuyển Việt Nam kỳ vọng đón chào hậu vệ Việt Kiều Jason Quang Vinh Pendon, hay cả cầu thủ nhập tịch Rafael Sun Nguyễn Xuân Son.